tạo lịch hẹn trong Neo 123. Đầu tiên chọn vào lấy hẹn. Giao diện lấy hẹn được hiển thị gồm hai phần. Dòng trên cùng thể hiện thông tin thợ. Bạn có thể thể hiện tất cả thợ hoặc từng thợ mà bạn mong muốn. Cột bên trái thể hiện giờ. Phần dưới cùng là tùy chỉnh trong giao diện lấy hẹn. Để tạo một lịch hẹn, bạn bấm vào đây để chọn ngày lấy hẹn. Hoặc có thể di chuyển bằng mũi tên ở đây để di chuyển đến ngày bạn muốn. Chọn thợ và giờ muốn lấy hẹn, rồi double click vào giờ hẹn cần tạo appointment nếu bạn dùng chuột. Hoặc double tap vào cuộc hẹn nếu bạn dùng touchscreen. Chọn dịch vụ khách cần. Chọn thời gian dịch vụ kéo dài là bao lâu. Nếu là khách hàng mới, bạn chọn New Customer. Điền tên và số điện thoại vào, sau đó bấm OK. Nếu khách hàng là thành viên đã có sẵn trên Neo 123, bạn chọn Existing Customer. Bạn có thể tìm khách hàng bằng tên, sau đó chọn khách hàng bạn muốn đặt lịch hẹn và bấm chọn. Hoặc cũng có thể tìm bằng số điện thoại. Lịch hẹn đã hoàn thành. Lưu ý, sau khi thiết lập cuộc hẹn xong, bạn nên khóa lịch hẹn lại, tránh tình trạng lịch hẹn di chuyển không mong muốn. Hoặc bạn có thể cài đặt tự động khóa lịch hẹn bằng cách vào Owner, vào Setup, chọn vào đây, rồi check vào đây. Lịch hẹn sẽ tự động khóa sau khi được tạo. Bạn không cần phải khóa từng cái. Xin vui lòng gọi hotline số 800 398 0525 để được hỗ trợ.